Lim xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, mùa đông là như thế. Thành phố Toronto đã lâu không có một cái trận tuyết lớn như thế này. Một trận tuyết khá tầm cỡ, bắt đầu từ nửa đêm Chủ nhật cho tới trưa ngày thứ hai, đã ảnh hưởng tới rất nhiều thành phố ở Nam Ontario. Từ Hamilton, Oakville, rồi Toronto, đến tận Ottawa, Montreal, Quebec. Và làm ảnh hưởng tới tất cả các học sinh cho ngày khai trường đầu tiên sau Tết Nguyên Đán. Đối với những ai cần lái xe đi làm trong ngày thứ hai thì chắc chắn cũng biết kẹt xe do ảnh hưởng của tuyết đã xảy ra trên hầu hết các trục giao thông chính của thành phố. Và chính những trận tuyết lớn như thế này chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của vỏ xe mùa đông, đúng không quý vị? Và bình điện của xe cũng rất quan trọng trong những thời tiết khắc nghiệt như thế này. Và trước khi đi vào bản tin chính, Tuấn Liêm xin nhắc quý vị là kể từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng Giêng năm 2022, giá điện của chúng ta thay đổi. Vâng, kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2022 thì chính quyền của tỉnh đã quy định là giá điện ở mức cố định và tính theo giá ngoài giờ cao điểm, tức là chỉ có 8,2 cent một kW. Và giá này áp dụng cho tất cả khách hàng trả giá theo thời gian sử dụng TOU và khách hàng trả theo bậc thang kế hoạch giá quy định RPP. Vâng, chính phủ tỉnh cũng biết người dân đang trật vật do các hạn chế của mùa dịch COVID Omicron. Để ủng hộ cho người dân Ontario thì tỷ lệ giá điện thấp này sẽ được áp dụng 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, từ ngày hôm nay cho tới ngày 7 tháng 2 năm 2022. Tức là chỉ có 3 tuần thôi nha quý vị Trong bản tin sáng ngày 18 tháng Giêng Mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây Hội đồng trường công giáo và công cộng Toronto Tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ 3 Do ảnh hưởng của trận bão tuyết từ ngày thứ 2 Cập nhật tình hình cơn bão tuyết mùa đông lớn nhất Ontario trong nhiều năm Cảnh báo gió và mưa ở Nova Scotia khi một cơn bão khác đổ bộ vào tỉnh Bão mùa đông mang tới nhiệt độ lạnh giá, mưa đóng băng và gió tuyết tới nhiều vùng của Alberta. Các chuyên gia tranh cãi khi quan chức Trung Quốc cho rằng bức thư từ Canada có thể đã đưa Omicron đến Bắc Kinh. Số ca nhập viện COVID-19 ở Canada vượt mốc 10.000 bệnh nhân khi các tỉnh lập kỷ lục mới. Bác sĩ hàng đầu của Ontario bắt đầu có nhiều hy vọng hơn về COVID-19. Chính phủ New Brunswick cung cấp cho một số người lao động thêm 3 đô la mỗi giờ chính phủ liên bang công bố khoản tài trợ mới 35 triệu đô la cho các dịch vụ để giúp người tị nạn định cư. Trong bản tin thế giới thì Moderna đặt ra mục tiêu ra mắt mũi tiêm phát sinh cho cả Covid và cúm mùa trong vòng 2 năm tới. Nhân viên bị nhốt bên trong tòa nhà văn phòng sau vụ một ca mắc Omicron ở Bắc Kinh. Ngân hàng Singapore ban hành các hướng dẫn nhằm không khuyến khích giao dịch tiền điện tử các nhà khoa học cho biết khí ozone gây hại cho cây trồng ở Đông Á, tiêu tốn 63 tỷ đô la một năm. Những viên kim cương đen 555,55 carat quý hiếm được bán đấu giá. Kính thưa quý vị, cơn bão tuyết mùa đông lớn nhất ở tỉnh Ontario trong nhiều năm đã đổ xuống phần lớn phía nam của tỉnh, gây đau đầu cho những người đi lại có những người đã bị mắc kẹt trong xe lên đến 8 giờ đồng hồ. Và các trường học dự kiến mở cửa trở lại vào thứ hai nhưng đã bị đóng cửa do cơn bão tuyết này. Hội đồng trường công giáo và hội đồng trường công cộng Toronto tiếp tục cho học sinh nghỉ vào thứ ba. Các quỹ ban trường công cộng và công giáo của Toronto thông báo sẽ đóng cửa các trường học vào thứ ba vì đường phố trong thành phố có tuyết phủ và lo ngại về sự an toàn khi đi xe bus. Nhưng cho biết học sinh sẽ không được cung cấp bất kỳ bài học trực tuyến nào. Thay vào đó thì giáo viên có thể đăng bài làm tình nguyện trực tuyến hoặc học sinh có thể làm bài tập hiện có. Tuy nhiên, tại vùng York, ủy ban công cộng cho biết các trường học của họ cũng sẽ đóng cửa, nhưng học sinh sẽ được học trực tuyến trong ngày. Hội đồng trường công cộng của vùng Peel và công giáo Dufferin Peel cũng thông báo các trường học của họ sẽ đóng cửa vào thứ ba. Hội đồng trường Dufferin Peel cho biết học sinh sẽ tuân theo lịch trình hàng ngày thường xuyên của họ, từ lúc có chuông đến giờ có chuông, bao gồm cả bữa trưa và hoặc giờ giải lao trong khi học trực tuyến. Hiện không rõ những hội đồng trường học khác ở miền Nam Ontario sẽ giữ các trường đóng cửa vào thứ ba hay không. Tỉnh Ontario có vẻ như đã bị mắc kẹt bên trong một quả cầu tuyết khổng lồ, liên tục rung chuyển vào sáng thứ hai và mọi người trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội đăng tải lên các bức ảnh và video để ghi lại cảnh hỗn loạn. Nhiều khu vực trên khắp tỉnh đang bị tuyết bao phủ, lớp tuyết dày hơn 40cm trong cơn bão mà The Weather Network gọi là một trong những cơn bão tuyết có tác động mạnh nhất trong nhiều năm. Những người dân Ontario cần đi làm sáng thứ hai đã bị kẹt xe vào giờ cao điểm khủng khiếp, lên đến 8 tiếng kẹt trong xe. Theo một số cảnh quay, một số tài xế phải ra khỏi xe và lấy sản xúc tuyết trên các đường xa lộ 401 để thông thoáng. Theo dự báo của The Weather Network, thời tiết mùa đông như thế này sẽ tiếp tục diễn ra trong phần còn lại của tuần, các quan chức đã nói, cư dân hãy ở nhà nếu bạn có thể, vì vậy chúng ta hãy bảo đảm mặc ấm và hãy cẩn thận nếu cần ra ngoài nhé. Tính đến 3 giờ chiều thứ hai, cảnh báo thời tiết từ môi trường Canada trải dài từ cảnh báo tuyết rơi đến cảnh báo bão. Thành phố Toronto và Hamilton đã dưới một cảnh báo trận bão tuyết trầm trọng vào một thời điểm vào đầu ngày thứ hai, nhưng cảnh báo hiện đã được chuyển sang cảnh báo bão mùa đông với lượng tuyết rơi dự kiến từ 40 đến 60 cm. Tuyết rơi đã buộc hai trong số các trục đường cao tốc chính của thành phố, đường cao tốc Governor Expressway và Don Valley Parkway phải đóng cửa tạm thời để các xe ủi tuyết có thể dọn sạch các tuyến đường và giúp di chuyển những chiếc xe bị mắc kẹt. Các tuyến đường đó đã được mở cửa trở lại trong khi một con đường chính khác là quốc lộ 410 vẫn mở, nhưng một số tài xế đã bị mắc kẹt trong ít nhất 8 giờ. Những người di chuyển bằng xe bus hoặc là xe lửa cũng phải đối mặt với những trở ngại. Các quan chức đã nói cư dân hãy ở nhà nếu bạn có thể. Họ cho biết nhiều chiếc xe đã bị quay và mất kiểm soát trên đường. Những người đi máy bay cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết tuyết rơi. Theo trang web của sân bay, hàng chục chuyến bay đến và đi từ sân bay Pearson của Toronto đã bị hoãn hoặc là bị hủy vào sáng thứ hai. Trong khi đó, Air Canada đã đăng một bản cập nhật cho biết các chuyến bay qua các sân bay chính của Ontario và Quebec có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết mùa đông. Ở Quebec thì các người lái xe cũng được khuyến cáo nên tránh xa đường xá bất cứ khi nào có thể vì nhiều tai nạn liên quan đến nhiều chiếc xe cùng một lúc gây ra đóng cửa các con đường trường học đã đóng cửa và phòng khám vaccine cũng bị hủy. Cơn bão tuyết này đã gây ra nhiều vụ đóng cửa trường học và các phòng khám vaccine trên khắp tỉnh Ontario. Các trạm y tế tiêm vaccine cũng đã bị hủy bỏ ở Toronto, Niagara Falls, Stratford, Oshawa và khắp các đơn vị y tế Simcoe, Muskoka và Leeds, Granville và Lanark. Dịch vụ chuyển thư cũng bị tạm dừng ở một số khu vực đang phải vật lộn với cơn bão Bưu điện Canada cho biết họ đang ban hành cảnh báo dịch vụ chuyển phát màu đỏ cho miền Đông và miền Nam Ontario, có nghĩa là dịch vụ giao hàng sẽ bị đình chỉ. Sau khi trận bão tuyết lớn này đã ập xuống thành phố, thành phố Toronto đã ban bố một tình trạng bão tuyết đặc biệt để bảo đảm các đội của họ có thể dọn tuyết trên các đường phố trong thành phố do cơn bão lớn để lại vào thứ hai thị trưởng Toronto ông John Tory nói rằng tuyên bố này có nghĩa là cấm đậu xe trong 72 giờ trên các tuyến đường tuyết được chỉ định. Các tuyến đường như vậy chủ yếu ở trung tâm thành phố và bao gồm tất cả các tuyến đường dành cho xe điện. Tất cả đều có bản ghi rõ ràng. Ông nói rằng trận tuyết rơi là phi thường đối với thành phố. Ông nói những chiếc xe bị bỏ lại trên các tuyến đường tuyết có thể bị kéo đi một cách thân thiện đồng thời lưu ý rằng điều đó cũng có thể xảy ra trên các tuyến đường tại địa phương. Trung tâm thành phố Toronto đã có tuyết dày 36cm vào lúc 2 giờ chiều thứ hai, theo một bản tóm tắt từ Trung tâm Dự báo Bão Ontario. Trung tâm Dự báo Bão Ontario cho biết, Lượng tuyết rơi được báo cáo tại sân bay quốc tế Toronto Pearson và sân bay quốc tế Ottawa nằm trong top 10, tổng lượng tuyết rơi nhiều nhất được báo cáo trong một sự kiện tuyết rơi. Vào đêm thứ hai, Toronto Hydro thông báo tình trạng mất điện rải rác trên toàn thành phố. Họ cho biết các nỗ lực khôi phục có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hiện tại. Thành phố Toronto cũng ban hành cảnh báo thời tiết cực lạnh vào thứ hai, thúc đẩy việc kích hoạt các trung tâm sưởi ấm của thành phố. Thành phố Toronto có 600 máy xới tuyết, 300 máy xới vỉa hè và 200 xe chở muối đang làm việc để dọn đường. Chuyển sang thành phố Ottawa, các quan chức của thành phố cho biết lượng tuyết kỷ lục ở Ottawa sẽ cần nhiều ngày để dọn. Bản tin cho hay những nỗ lực để dọn dẹp trận bão tuyết kỷ lục hôm thứ hai ở Ottawa sẽ kéo dài tới giữa tuần. Khoảng 45cm tuyết đã rơi tại sân bay quốc tế Ottawa vào lúc 2 giờ chiều thứ hai. Đây là ngày tuyết rơi nhiều nhất của thành phố kể từ tháng 2 của năm 2016 và đồng thời cũng đánh dấu lượng tuyết rơi nhiều nhất vào ngày 17 tháng Giêng kể từ khi môi trường Canada bắt đầu ghi lại kỷ lục tuyết rơi từ năm 1873. Môi trường Canada cũng dự báo rằng một số khu vực địa phương sẽ có thể có lượng tuyết rơi tới 50cm vào buổi tối. Hiện thì cảnh báo tuyết tại thành phố Ottawa đã được hạ cấp xuống mức cảnh báo bão mùa đông. Các thành phố cũng đã ban lệnh cấm đổ xe có hiệu lực từ 7 giờ tối của ngày thứ hai cho tới 7 giờ tối ngày thứ ba để không làm cản trở các xe ủi tuyết trên các đường phố chính cũng như các đường phố nhỏ trong các khu dân cư. Thành phố cũng đã yêu cầu người dân giữ cho các cột nước cứu hỏa không bị đóng tuyết để dễ dàng tiếp cận khi có trường hợp khẩn cấp và dọn sạch các lưu vực hứng nước nếu có thể. Điều kiện nguy hiểm trên các con đường của thành phố Ottawa đã khiến cho dịch vụ khẩn cấp bận rộn vào ngày thứ hai khi cơ quan cảnh sát Ottawa báo cáo có 38 vụ va chạm trên đường địa phương kể từ 5 giờ sáng. Các nhân viên y tế Ottawa ghi nhận rằng một cậu bé đã có cặp mắt tinh như đại bàng, 8 tuổi tên là Clayton, đã rơi vào một đống tuyết từ bao giờ và bị tuyết phủ lấp. Sau đó cậu bé đã báo hiệu cho cha mẹ của cậu để gọi 911. Học sinh ở Ottawa tiếp tục học trực tuyến vào ngày thứ hai vì tất cả các trường học địa phương đều tuyên bố đây là một ngày nghỉ tuyết. Cảnh báo gió và mưa ở Nova Scotia khi một cơn bão khác đổ bộ vào tỉnh. Một cơn bão khác đã khiến cho toàn bộ Nova Scotia trong cảnh báo gió và một vài cảnh báo mưa vào ngày thứ hai với sức gió giật có vận tốc từ 70 cho tới 100 km/h. Nhà khí tượng học Ryan Snowden cho biết lượng mưa sẽ lớn nhất dọc theo bờ biển đại tây dương với dự báo lượng mưa từ 20 cho tới 40 mm. bắt đầu từ chiều và tối ngày thứ hai thì gió giật ở diện rộng trong phạm vi 70 cho tới 100 km/h và vận tốc gió cao nhất là các khu vực dọc theo bờ biển. vào lúc 6 giờ chiều thứ hai thì có khoảng 8.600 dân cư không có điện. sự cố mất điện chủ yếu xảy ra ở các thành phố: Emmer's, Bridgewater, Stellarton, Digby và Colebrook. Nova Scotia Power cho biết họ đã huy động hơn 500 nhân viên điện lực canh chừng ở những khu vực có thể bị mất điện. Các đoàn cứu trợ đang giải quyết các sự cố mất điện do cơn bão mới nhất này gây ra, cũng như những sự cố do bão xoáy quét qua tỉnh bắt đầu từ ngày thứ Sáu tuần trước. Đối với những căn hộ bị mất điện do cơn bão của tuần trước thì dự kiến nguồn điện của họ sẽ được phục hồi vào tối thứ Hai. Hiện nay thì hầu hết các tỉnh ở khu vực Đại Tây Dương đều trong cảnh báo gió, một số nơi ở khu vực phía Bắc có vận tốc gió có thể lên tới 150 km h Bão mùa đông mang tới nhiệt độ lạnh giá, mưa đóng băng và gió tuyết ở nhiều vùng của Alberta. Một cơn bão mùa đông đã thổi qua phần lớn của tỉnh Alberta vào ngày thứ hai mang theo các trận mưa đóng băng, gió mạnh, tuyết thổi và nhiệt độ giảm nhanh chóng. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho khu vực Edmonton cũng như cho các cộng đồng bao gồm thông lũng Drayton, Fort Saskatchewan, Grandy Perry, Hinton, Camrose, Lloydminster, renright Myatop, Athabasca và Essen. Các khu vực khác của tỉnh như là Brook, Strathmore, Drumheller, Coronation, Medicine Hat và Stettler đang trong cảnh báo gió, trong khi cảnh báo cực lạnh với dự báo nhiệt độ gió gần với trừ 45 độ C qua đêm đã được ban hành cho các vùng cực bắc của tỉnh. Và đồng thời thì cảnh báo về tuyết rơi cũng đã được ban hành cho Crow's Nest Pass, Pincher Creek, Kenanaskis, Kenmore, Nordic, Peace River, High Perry, Slave Lake và các khu vực khác. Vào tối thứ hai, cơ quan thời tiết cũng đã ban hành cảnh báo đợt tuyết rơi và gió dữ dội cho các khu vực xung quanh Calgary, Airdrie, Drumheller và Red Deer. Môi trường Canada khuyến cáo mọi người nên đề phòng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết. Dịch vụ đường bộ 511 Alberta cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã bị khuyên bạn không nên đi lại khi không cần thiết xung quanh các khu vực Ponoka và Red Deer vì những con đường này rất băng giá và kèm theo gió lớn gây ra tình trạng trắng xóa và đôi lúc có tầm nhìn bằng không trong một cảnh báo cho Edmonton, St. Albert và Sherwood Park được ban hành vào đầu ngày thứ hai. Môi trường Canada cảnh báo về mưa đóng băng dọc theo hành lang Yellowhead Highway giữa Entwistle và Edmonton. Đặc biệt, tại khu vực Edmonton dự kiến nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống tới mức âm 21 độ C vào ban đêm với gió lạnh cả đêm khiến cho nó có cảm giác như là âm 32 độ C tại thành phố Calgary dự báo cho thấy mức thấp nhất là âm 15 độ C vào ban đêm, với gió lạnh khiến cho bạn có cảm giác như âm 23 độ C. Mưa đóng băng dự kiến sẽ di chuyển về phía đông đến biên giới Saskatchewan và mở rộng theo hướng Bắc và Nam trong ngày. Môi trường Canada cho biết tình trạng băng giá trên đường cao tốc và cảnh sát cho biết các con đường cực kỳ trơn trật các bề mặt bị ướt do lượng mưa trước đó có thể sẽ bị đóng băng khi nhiệt độ hạ vào ban đêm và gây ra tình trạng băng giá nguy hiểm hơn. Chuyển sang các bản tin liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Các chuyên gia tranh cãi khi quan chức Trung Quốc cho rằng bức thư từ Canada có thể đã đưa Omicron đến Bắc Kinh sau khi thành phố Bắc Kinh công bố trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron, các quan chức Trung Quốc cáo buộc rằng virus này có thể đã di chuyển đến thành phố thông qua một mảnh thư từ Canada. Đó là một khẳng định mà các chuyên gia nói là vô căn cứ. Điều này nghe có vẻ không đáng tin chút nào. Tiến sĩ Colin Furness, là một chuyên gia về dịch tễ học bệnh truyền nhiễm từ Đại học Toronto, nói trong một email lưu ý rằng Việc lây truyền bề mặt của Covid-19 qua thư quốc tế là rất khó xảy ra. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh cho biết, thành phố này đã báo cáo một trường hợp nhiễm biến thể Covid-19 vào thứ bảy ở một phụ nữ 26 tuổi. Sau khi tiến hành theo dõi tiếp xúc, các quan chức cho biết người phụ nữ không đi du lịch bên ngoài thủ đô và không tiếp xúc với bất kỳ ai khác có virus. Tuy nhiên, cơ quan CDC của Bắc Kinh cho biết họ đã kiểm tra thư của người phụ nữ này trong đó có một lá thư được gửi vào ngày 7 tháng 1 từ Canada đến Bắc Kinh ba ngày sau đó thông qua đường Hoa Kỳ và Hồng Kông. Các quan chức cáo buộc đoạn thư có dấu vết của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Điều này bao gồm các mẫu được lấy từ giấy bên trong phong bì, mặc dù người phụ nữ nói rằng cô ấy mới chỉ chạm vào bề mặt bên ngoài của gói hàng. Không thể loại trừ khả năng lây nhiễm virus thông qua các mặt hàng nước ngoài, CDC Bắc Kinh cho biết trong một bản tin. Nhưng tiến sĩ Furness cho biết rất khó có khả năng virus có thể tồn tại trong nhiều ngày như vậy khi vận chuyển. Khả năng tồn tại trên giấy của COVID-19 phụ thuộc một phần vào độ nhám của giấy, nhưng nó không có khả năng tồn tại ở trạng thái hoạt động trong hơn một hoặc hai ngày. Ma sát cao với các tài liệu khác trong túi thư khiến khả năng tồn tại dù chỉ một ngày là điều khó xảy ra, ông Furness nói. Nhà dịch tễ học của Đại học Saskatchewan là tiến sĩ Nazim Muhazarin cũng gọi những tuyên bố này là khó hiểu. Tôi muốn hỏi liệu các quan chức này đã loại trừ tất cả các trường hợp phơi nhiễm khác với Omicron hay chưa? Những hạt virus được cho là đã được phân lập và thử nghiệm này có khả thi không? Có bất kỳ xác minh độc lập nào không? CDC Bắc Kinh đang khuyến khích người dân đeo găng tay khi xử lý các gói hàng, khử trùng bao bì bằng cồn và tránh mua hàng hóa từ nước ngoài nếu có thể. Tiến sĩ Mohajerin nói rằng các báo cáo về việc lây truyền COVID-19 qua các bề mặt là cực kỳ hiếm. Ông nói, giờ đây chúng tôi biết rằng loại virus này lây truyền dễ dàng nhất trong không khí thông qua các phương tiện được phun khí dung aerosol, ngay cả khi đó có khả năng Omicron không duy trì khả năng lây nhiễm của mình vài ngày sau khi nó được phát tán vào không khí. Khi được hỏi về những tuyên bố từ các quan chức Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Canada là ông Jean-Yves Duclos cho biết những cáo buộc này chắc chắn không phù hợp với những gì chúng tôi đã làm ở cả quốc tế và trong nước. Tôi muốn nói rằng các chuyên gia có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của họ. Ông nói với các phóng viên bằng tiếng Pháp hôm thứ hai, tôi rõ ràng có ý kiến riêng của mình, nhưng để một ý kiến hữu ích và đáng tin cậy, chúng tôi cần thêm thông tin và tôi nghĩ các chuyên gia nên phát biểu. Lãnh đạo Đảng bảo thủ ông Erin O'Toole gọi các báo cáo này là hài hước. Rõ ràng là chúng tôi rất quan tâm đến các biến thể trong đại dịch, các biến thể đến từ bên ngoài Canada, nhưng chúng tôi phải giải quyết tại đây. Những câu chuyện như thế này nhắc nhở chúng tôi rằng, ngay từ đầu của đại dịch, một số tin tức và báo cáo từ Trung Quốc không thể tin cậy được, ông nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai. Trường hợp duy nhất ở Bắc Kinh được xác định là vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với thành phố, khi thành phố này chuẩn bị chào đón hàng ngàn vận động viên tham dự Thế vận hội. Bao gồm cả từ các quốc gia nơi Omicron đang hoành hành. Ông Furness cũng lưu ý rằng, địa chính trị có thể là một phần lý do tại sao các nhà chức trách Trung Quốc lại chỉ mũi dùi vào Canada. Ông nói, quan hệ Trung-Canada đang ở tình trạng tồi tệ và Trung Quốc có thể rất muốn phản bác lại những cáo buộc rằng họ đã lây nhiễm cho thế giới bằng những câu chuyện như thế này. Số ca nhập viện do COVID-19 trên khắp Canada lần đầu tiên đã vượt qua mốc 10.000 bệnh nhân vào thứ Hai. Đó là một dấu hiệu đáng báo động về tác động của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Dữ liệu y tế của các tỉnh cho thấy hiện có 10.038 bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Trong số đó thì có 1.148 người đang nằm trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Con số bệnh nhân nhập viện đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, khi một số tỉnh phá kỷ lục của tỉnh và những tỉnh khác cũng gần đến mốc đó. Phần lớn các ca nhập viện hiện nay là ở hai tỉnh đông dân nhất, đó là tỉnh Ontario và Quebec. Tỉnh Ontario thì báo cáo có 578 bệnh nhân COVID-19 hiện trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và có tổng cộng 3.887 người trong bệnh viện. Còn tỉnh Quebec, trong khi đó báo cáo một kỷ lục mới về 3.381 bệnh nhân COVID-19 đang nhập viện, bao gồm 286 người trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tuy nhiên, cũng đã có sự gia tăng ở các khu vực khác của đất nước. Số lượng bệnh nhân của tỉnh Alberta vào thứ hai đã vượt qua 1.000 người lần đầu tiên kể từ giữa tháng 10, khi tỉnh này bắt đầu phục hồi sau đợt đại dịch chết người thứ tư. Tỉnh BC và Manitoba lần lượt thiết lập kỷ lục mới với 819 bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện ở tỉnh BC và 569 bệnh nhân COVID-19 ở Manitoba. Trong khi đó, tử vong cũng bắt đầu tăng lên. Tính đến thứ hai, mức trung bình về tử vong do COVID-19 trong 7 ngày đã tăng lên 116 ca. Gần 150 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo chỉ tính riêng vào thứ hai, mặc dù một số trường hợp đã xảy ra vào cuối tuần. Trong khi đó, các trường hợp được xác nhận đã bắt đầu giảm xuống, mang lại một hy vọng rằng các trường hợp nhập viện và tử vong sẽ sớm thuyên giảm sau đó. Tính đến thứ hai, trung bình tính trong 7 ngày qua, các ca nhiễm hàng ngày hiện là khoảng trên 29.300 người, giảm khoảng 35% so với mức cao kỷ lục là đã lên đến 45.500 trường hợp mỗi ngày được thiết lập gần 2 tuần trước. Hiện có khoảng 331.000 ca nhiễm COVID-19 đang còn được theo dõi trên khắp Canada đã giảm so với hơn 400.000 ca vào đầu tháng này. Tại tỉnh Quebec, cuối tuần vừa qua, lượng bệnh nhân nhập viện vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Tỉnh đã báo cáo mức tăng 105 ca nhập viện trong 24 giờ qua. Trong tổng số kỷ lục có 3.300 người đang được điều trị tại bệnh viện do COVID-19. Tính đến chủ nhật, một cơ quan y tế địa phương đại diện cho phía đông của Montreal cho biết, họ có thể phải vượt qua mức cắt giảm dịch vụ cao nhất hiện nay được gọi là cấp độ 4. Ở cấp độ 4, các ca phẫu thuật tự chọn và các thủ tục nghiêm trọng cần được tiến hành trong vòng vài tháng, chẳng hạn như là các ca phẫu thuật liên quan đến tim và ung thư, có thể bị hoãn lại. Các bệnh viện ở cấp độ đó đang tiến hành từ 20 đến 50% các thủ tục y tế bình thường của họ để nhường chỗ cho bệnh nhân Covid-19. Các quan chức chưa chỉ rõ dịch vụ nào sẽ bị cắt giảm thêm ở cấp độ 5. Lệnh giới nghiêm COVID-19 của Quebec đã được dỡ bỏ vào tối thứ hai. Chỉ hơn 2 tuần sau khi nó được tuyên bố vào đêm giao thừa thì lệnh giới nghiêm của Quebec đã được dỡ bỏ vào đêm thứ hai. Thủ hiến Quebec François Lagu đã cho biết hôm Chủ nhật rằng lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Lệnh cấm tụ tập riêng tư và các môn thể thao trong nhà cũng như đóng cửa các doanh nghiệp trong 3 ngày Chủ nhật cùng với việc đóng cửa các nhà hàng và trường học đã cho thấy là có hiệu quả. Kể từ ngày 17 tháng Giêng, người ta cần phải xuất trình hộ chiếu tiêm chủng để có thể đi vào cửa hàng rượu và cần xa tại Quebec. bác sĩ hàng đầu của Ontario bắt đầu có nhiều hy vọng hơn về COVID-19. Giám đốc y tế của tỉnh Ontario đang tỏ ra lạc quan sau gần 2 tuần khi tỉnh Ontario thiết là một quy trình đóng cửa đã được sửa đổi để làm chậm lại sự lây lan của biến thể COVID-19 Omicron. Tôi bắt đầu có hy vọng hơn, tiến sĩ Karen Moore nói vào ngày thứ hai và số ca nhập viện và tiếp nhận tại ICU đang giảm. Tiến sĩ Moore cho biết những con số mới nhất mà ông thấy vào sáng thứ hai đã cho thấy tổng số người trong các ICU của Ontario giảm nhẹ. Điều đó cùng với các chỉ số khác như là tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm đã giảm mang lại cho ông một hy vọng rằng những hạn chế mới mà tỉnh đưa ra vào đầu tháng Giêng đang mang lại hiệu quả. Các hạn chế bắt đầu từ ngày 5 tháng Giêng bao gồm đóng cửa các nhà hàng, phòng tập thể dục và các cơ quan kinh doanh khác, hạn chế tụ tập tỉnh cũng đóng cửa các trường học cho đến ngày thứ hai. Mặc dù trận bão tuyết trên phần lớn của tỉnh đã trì hoãn việc học trực tiếp trở lại cho đến ngày thứ ba. Tại Ottawa, chương trình giám sát nước thải của thành phố đã cho thấy các dấu hiệu rằng tải lượng virus có thể đã lên tới đỉnh điểm. Ông Mo không cho biết khi nào các hạn chế được nới lỏng và nói rằng đó là quyết định của chính phủ. Chính phủ New Brunswick tăng thêm 3 đô la mỗi giờ cho một số người lao động. Nguồn tin cho biết chính phủ New Brunswick đang đề nghị trả thêm 3 đô la tiền lương mỗi giờ cho một số công nhân cung cấp dịch vụ cho những cư dân dễ bị tổn thương. Vì tăng tạm thời cho những người lao động kiếm được ít hơn 18 đô la mỗi giờ có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 3. Việc điều chỉnh lương dành cho nhân viên hỗ trợ tại nhà, nhân viên tại các nhà tập thể và nơi tạm trú cho người vô gia cư nhân viên trong ngân hàng thực phẩm và trong nhà bếp và những người cung cấp dịch vụ can thiệp bạo lực gia đình. Bộ trưởng Phát triển Xã hội Bruce Fitch cho biết có hơn 8.000 công nhân đủ điều kiện để tham gia chương trình này và theo ông sẽ tốn khoảng 8 triệu đô la. Ông cho biết quy trình nộp đơn tương tự như là quy trình được chính phủ sử dụng trong những tháng đầu tiên của đại dịch để tạm thời tăng lương. New Brunswick Coalition for Pay Equity, tạm dịch là Liên minh Tiền lương Công bằng, đang hoan nghênh chính phủ về việc tăng lương tạm thời này. Tại tỉnh Alberta, Bộ trưởng Y tế là ông Jason Coppin đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang được cách ly. Ông Coppin đã thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội vào hôm thứ Hai rằng sau khi ông có các triệu chứng nhẹ vào tuần trước, ông đã làm xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính Ông nói, tôi kêu gọi bất kỳ người dân Alberta nào chưa được chủng ngừa hoặc vẫn cần tiêm nhắc lại. Hãy xem xét làm như vậy. Các báo cáo cho thấy, những người được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ phải nhập viện với Omicron thấp hơn 19 lần so với những người không được chủng ngừa. Hiện có 1.007 người nhập viện với COVID-19, trong đó có 94 người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Các học sinh tại một số trường học trên khắp Manitoba đã bước ra khỏi lớp học vào sáng thứ hai để phản đối việc thiếu các biện pháp an toàn để bảo vệ họ khỏi COVID-19 khi trở lại học trực tiếp. Tại tỉnh Winnipeg, các buổi đi bộ bắt đầu vào khoảng 11:30 sáng tại trường trung học Grand Park, Maple's Collegiate, trường trung học Gordon Bell, College Louis Riel và College Bellevue theo Eva Byrne, là một học sinh tại trường trung học Calvin và là một trong những người tổ chức cuộc đi bộ. Cho biết, học sinh muốn được tiếp cận nhiều hơn với các thiết bị bảo vệ cá nhân và một lựa chọn có thể quay lại học trực tuyến. Cô học sinh này cho biết ít nhất 90 trường học nơi học sinh dự định rời khỏi lớp học. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh đều muốn quay lại học trực tuyến. Marco Soa là một sinh viên tại Sturgeon Heights Collegiate cho biết anh ta hiểu lý do sinh viên phản đối nhưng nói rằng hầu hết sinh viên chán học tập từ xa và muốn có một số cảm giác bình thường trong cuộc sống của họ. Và cho biết khía cạnh xã hội khi ở trong lớp cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của sinh viên. Giám đốc y tế công cộng của tỉnh là tiến sĩ Brand Rusin cho biết do biến thể Omicron lây lan nhanh như thế nào, không có cách nào để loại bỏ tất cả các nguy cơ từ virus trong trường học. Ông nói thêm rằng có nguy cơ nhiễm virus trong hầu hết các hoạt động bên ngoài nhà của bạn. Ban giám hiệu nhà trường đã có những phản ứng trái chiều về việc rời khỏi lớp. Tại trường trung học Calvin, hiệu trưởng Tim Cox cho biết nhà trường ủng hộ quyền biểu tình một cách hòa bình của học sinh và việc các em sử dụng quyền dân chủ. Trong một diễn biến khác, các quan chức của trường College Louis Rio cho biết cuộc đi biểu tình không được nhà trường cho phép và những học sinh tham gia sẽ bị đánh dấu là vắng mặt. và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 17 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 23.586 ca COVID-19 mới vào thứ Hai và có 28.793 ca được báo cáo vào Chủ nhật, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mốc 2.801.446. Hiện có 328.377 ca còn bệnh, có thêm 215 ca tử vong được ghi nhận trong hai ngày qua. Tổng số ca tử vong hiện nay là 31.679 người. Cho đến nay thì có hơn 74 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 32 triệu người, tức là hơn 83,9% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 77,6% dân số đã tiêm hai liều. Có trên 12 triệu người đã tiêm mũi thứ ba. 88,2% dân số từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 81,6% đã tiêm hai liều trên khắp các tỉnh. Tỉnh BC báo cáo tổng cộng 5.625 ca nhiễm mới kể từ thứ Sáu, bao gồm 1.509 ca được báo cáo vào thứ Hai. Tỉnh Alberta công bố tổng cộng 15.886 ca nhiễm mới vào cuối tuần, trong đó thì có 4.186 ca nhiễm được báo cáo vào thứ Hai, có thêm 23 tử vong. Tỉnh Manitoba trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 717 ca mắc mới và 20 ca tử vong tính từ thứ Sáu. Saskatchewan có 1.347 ca bệnh mới. Tỉnh Ontario có 8.521 ca bệnh mới và thứ Hai và 22 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 5.400 ca bệnh mới và 54 tử vong. New Brunswick báo cáo tổng cộng 405 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Prince Edward Island có 231 ca bệnh mới. Nova Scotia có 495 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Newfoundland có 239 ca bệnh mới tỉnh này hiện ghi nhận có tổng cộng 5.325 ca đang được theo dõi. Vùng lãnh thổ Nunavut có 140 ca bệnh mới, Yukon thì có 82 ca bệnh mới trong 3 ngày qua và Northwest Territories có 314 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Chính phủ liên bang công bố khoản tài trợ mới 35 triệu đô la cho các dịch vụ định cư người tị nạn. Chính phủ liên bang đã công bố khoản tiền mới trị giá 35 triệu đô la trong vòng 3 năm tới để cải thiện và mở rộng các dịch vụ định cư, nhập cư tại các thị trấn nhỏ và các cộng đồng nông thôn. Một phần của số tiền 21 triệu đô la sẽ được sử dụng để thành lập chính nhà cung cấp dịch vụ chương trình hỗ trợ tái định cư mới ở BC, Alberta, Manitoba và New Brunswick nhằm làm giảm áp lực lên 32 nhà cung cấp hiện đang hoạt động trên toàn quốc. 14 triệu đô la còn lại là sẽ dành cho việc cải thiện các dịch vụ được cung cấp bởi 14 trung tâm chương trình hiện có và sẽ tài trợ cho một dự án thí điểm để tăng cường dịch vụ định cư cho những người mới tới khi họ định cư tại Paris, tức là các vùng thảo nguyên ở Canada. Chính phủ liên bang cho biết, trong một tuyên bố trên phương tiện truyền thông rằng khoản tài trợ sẽ giúp cho những người mới tới phát huy hết tiềm năng của họ nhanh hơn bằng cách giúp họ học tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp và có các kỹ năng làm việc. Chương trình hỗ trợ tái định cư hoạt động ở tất cả các tỉnh trừ Quebec cung cấp cho những người mới đến sự hỗ trợ tài chính trực tiếp và các nhà cung cấp dịch vụ trả tiền để cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ tài chính dành cho những người mới tới thông qua chương trình bao gồm việc trợ cấp một lần khi khởi nghiệp hoặc là hỗ trợ thu nhập hàng tháng kéo dài trong một năm hoặc cho đến khi người mới có thể tự lực cánh sinh. Vào năm 2020, chính phủ của đảng tự do đã có kế hoạch đưa hơn 1,2 triệu người nhập cư trong vòng 3 năm, bất chấp những rào cản do đại dịch toàn cầu tạo ra. Kế hoạch dự kiến có 401.000 thường trú nhân mới đến Canada vào năm 2021 và 411.000 vào năm 2022 và 421.000 vào năm 2023. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser cho biết, chính phủ liên bang đi rất đúng hướng để đạt được mục tiêu đó. Ông nói, chúng tôi kỳ vọng rằng nếu chúng tôi duy trì tiến độ hiện tại, chúng tôi sẽ có thể đạt được hoặc là vượt mục tiêu 411.000 cho năm nay và 421.000 cho năm sau. Chính phủ liên bang cho biết những con số này đại diện cho sự gia tăng khoảng 50.000 người mỗi năm nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nhập cư do đại dịch gây ra và đại diện cho khoảng một phần trong dân số Canada. Chính phủ liên bang cũng đã cam kết đưa hơn 40.000 người tị nạn Afghanistan đến Canada. Ông Fraser cho biết 6.750 người trong số những người tị nạn đó đã đến Canada và hy vọng con số đó sẽ vượt qua 7.000 người vào cuối tuần. Ông cũng hy vọng tất cả 40.000 người tị nạn sẽ được tái định cư vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Chính phủ Ford có thể mất 2,8 tỷ đô la trong 5 năm do đặt cược cơ bạc trực tuyến. Khi chính phủ của Thủ hiến Dodd Ford chuẩn bị mở cửa thị trường cơ bạc trực tuyến ở Ontario, có một cảnh báo rằng các kế hoạch của họ có thể khiến cho tỉnh và thành phố mất hàng trăm triệu đô la doanh thu hàng năm. Cảnh báo đó nằm trong một cảnh báo mới của một công ty tư vấn ngành cơ bạc được CBC News thu được. Báo cáo được chuẩn bị cho Great Canadian Gaming, công ty có thị phần sông bạc lớn nhất của Ontario. Mặc dù Ontario có một nguồn thu nhập mới từ việc đánh thuế các trang web trò chơi trực tuyến mới, nhưng báo cáo cho rằng tỉnh Ontario đang bị lỗ. Đó là bởi vì nó dự đoán một sự thay đổi lớn trong chi tiêu từ các sòng bạc trên đất liền sang chơi game trên Internet vì mức thuế mà Ontario dự kiến sẽ áp dụng đối với các trang web cờ bạc trực tuyến thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chính phủ thu được từ chi tiêu cho sòng bạc. Báo cáo kết quả rằng tỉnh sẽ mất 550 triệu đô la doanh thu hàng năm trong tổng số 2,8 tỷ đô la trong 5 năm tới. Trước đại dịch thì doanh thu hàng năm của tỉnh từ sổ số, số, và cơ bạc lên tới 2,5 tỷ đô la nhưng các công ty liên quan tới lĩnh vực trò chơi trực tuyến nói rằng kết luận của báo cáo là thiếu sót. Các sòng bạc trên đất liền ở Ontario hiện phải giao 55% số tiền thu được từ cơ bạc rồng cho tỉnh. Chính phủ Ford vẫn chưa công bố tỷ lệ phần trăm họ sẽ lấy từ các trang web cờ bạc trực tuyến được quản lý. Nhưng báo cáo dựa trên các giả định của họ về mức thuế 20%, mức mà các nguồn tin trong ngành cho biết là chính xác báo trướng tai chánh là ông Peter Berlin Falvey, người chịu trách nhiệm về chế độ cờ bạc trên Internet của Ontario, đã từ chối yêu cầu phỏng vấn. Một số chuyến bay bị hủy do vấn đề nhân sự tại phòng cứu hỏa sân bay St. John. Một số chuyến bay tại sân bay quốc tế St. John đã bị hủy sau khi 2 phần 3 nhân viên phòng cứu hỏa nghỉ phép do lo ngại về một môi trường làm việc độc hại. Chris Percy, phó chủ tịch khu vực của Liên minh Nhân viên Vận tải Canada, nói rằng các nhân viên cứu hỏa đang phàn nàn về hành vi quấy rối và bắt nạt sau khi chỉ ra những lo ngại về sức khỏe và an toàn đến người thuê lao động. Ông cho biết 6 trong số 9 nhân viên cứu hỏa đã yêu cầu bác sĩ gia đình đưa họ ra khỏi nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe tâm lý và sự an toàn của họ vào cuối tuần trước chỉ còn lại 3 người để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Ông sĩ lưu ý rằng các nhân viên cứu hỏa sân bay yêu cầu được đào tạo chuyên ngành theo các quy định hàng không quốc tế, có nghĩa là sở cứu hỏa khu vực St. John không thể bổ sung nhân viên. Hiện chỉ có một nhân viên cứu hỏa với một xe tải đang phục vụ sân bay, mức dịch vụ đủ cho các máy bay nhỏ, chẳng hạn như Dash 8, nhưng không phải là cho các máy bay lớn hơn. Người phát ngôn của cơ quan quản lý sân bay quốc tế St. John xác nhận các hoạt động đã bị ảnh hưởng bởi trình độ của nhân viên. Trong một tuyên bố sáng thứ hai, công đoàn cho biết các nhân viên cứu hỏa đã được yêu cầu im lặng và tiếp tục làm việc sau khi báo cáo những lo ngại về vi phạm an toàn cho ban quản lý. Ông Percy cho biết ông đã cố gắng liên lạc với giám đốc điều hành của cơ quan quản lý sân bay nhiều lần nhưng các cuộc gọi của ông không được trả lời. quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Trong bản tin Thế giới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bản tin sau. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mà cho Trần đặt ra mục tiêu ra mắt mũi tiêm phát sinh cho tất cả COVID và cúm mùa trong vòng 2 năm tới. Tại Trung Quốc thì đã xảy ra vụ nhân viên bị nhốt ở bên trong tòa nhà văn phòng sau vụ một ca Omicron ở Bắc Kinh. Singapore ban hành các hướng dẫn nhằm không khuyến khích giao dịch tiền điện tử. Các nhà khoa học cho biết khí ozone đã gây hại cho cây trồng ở Đông Á và làm tiêu tốn 63 tỷ đô la một năm. Trong bản tin chúng tôi cũng đề cập tới những viên kim cương đen 555,55 cara quý hiếm được bán đấu giá. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới xin được cập nhật một số tình hình dịch COVID-19 một số thành phố của Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo COVID-19 cao khi mùa du lịch Tết Nguyên Đán bắt đầu vào thứ hai. Yêu cầu khách du lịch báo cáo các chuyến đi ngày trước khi đến vì biến thể Omicron đã đến được nhiều khu vực hơn, bao gồm cả Bắc Kinh. Các nhà chức trách đã cảnh báo Omicron rất dễ lây lan, làm tăng nguy cơ lây truyền COVID-19 khi hàng trăm triệu người đi du lịch khắp Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên Đán vào ngày 1 tháng 2. Ban tổ chức cho biết, vé cho thế vận hội mùa đông sẽ được phân phối cho các nhóm người mục tiêu và sẽ không được bán cho công chúng. Các thống đốc của Tokyo, Nhật Bản và các quận xung quanh đã đồng ý vào thứ hai để yêu cầu các biện pháp bổ sung từ chính quyền trung ương, bao gồm cả thời gian mở cửa ngắn hơn cho các quán bar và nhà hàng, để giúp ngăn chặn tình trạng nhiễm COVID-19 đang gia tăng. Biến thể Omicron đang thúc đẩy sự gia tăng trở lại các ca nhiễm coronavirus vốn đang ở gần mức kỷ lục. Sau khi số ca nhiễm mới vượt quá 25.000 ca trong nước Nhật trong hai ngày qua, Thủ đô Delhi của Ấn Độ và Trung tâm Tài chính Mumbai đã báo cáo một sự sụt giảm lớn về số ca nhiễm COVID-19 trong hai ngày qua và hầu hết những người nhiễm virus đã hồi phục tại nhà. Số ca nhiễm mới hàng ngày của Mumbai đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào Chủ nhật lần đầu tiên kể từ đầu tháng này sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại là 20.971 ca vào ngày 7 tháng 1. Họ đã báo cáo 7.895 ca nhiễm mới vào cuối ngày Chủ nhật. Các quan chức ở Nepal cho biết nước này đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 vào thứ Hai khi tình trạng nhiễm trùng coronavirus gia tăng do sự lây lan của biến thể Omicron. Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cho biết tình trạng thiếu các xét nghiệm kháng nguyên tại nhà không phải là duy nhất ở nước này. Các nhà chức trách đang phải đối phó với đợt bùng phát Omicron khiến tỷ lệ nhập viện và hệ thống xét nghiệm tăng cao. Úc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà. Pfizer sẽ bổ sung một cơ sở sản xuất thuốc viên COVID-19 ở Pháp, như một phần trong kế hoạch đầu tư 520 triệu euro, tức là 594 triệu đô la Mỹ vào quốc gia này trong 5 năm tới nhà sản xuất dược phẩm Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ hai. Quyết định này là một phần trong chiến lược của Pfizer nhằm thúc đẩy sản xuất thuốc viên Paxlovid trên toàn cầu. Được phát hiện có hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Trong một diễn biến tương tự, các cơ quan y tế Pakistan hôm thứ hai đã thông báo đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng thành công thuốc thảo dược cổ truyền Trung Quốc để điều trị Covid-19 khi quốc gia Nam Á này bước vào đợt thứ năm của đại dịch do biến thể Omicron gây ra. Thuốc Trung Quốc được gọi là Jinhua Kingen Granules do công ty dược phẩm Jaxi Chang Bắc Kinh sản xuất đã được sử dụng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc. Nhân viên bị nhốt bên trong tòa nhà văn phòng sau vụ một ca mắc omicron ở Bắc Kinh, trường hợp đầu tiên được báo cáo của Bắc Kinh về biến thể omicron đã thúc đẩy các biện pháp covid-19 tăng cường, bao gồm khóa công nhân bên trong một tòa tháp văn phòng khi thành phố này đang cấp rút kiểm soát virus trước thế vân hội mùa đông. Theo CNN, các công nhân bên trong một tòa nhà ở đầu phía tây của thành phố không được đưa ra bất kỳ cảnh báo nào rằng họ sẽ bị nhốt tại nơi làm việc sau khi một nữ nhân viên bên trong có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong một cuộc kiểm tra bắt buộc hôm thứ Bảy. Người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với Omicron là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở thành phố về biến thể có khả năng lây truyền cao này. Các nhân viên kiểm soát COVID-19 đã giao gối, chăn mền đến tòa nhà, trong khi nhân viên bảo vệ canh gác các lối ra vào. Sau khi trường hợp của người phụ nữ được xác nhận, thành phố đã áp đặt một lệnh khóa nhanh chóng và áp dụng xét nghiệm và truy tìm liên lạc rộng rãi. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chuyển sang hình thức học trực tuyến. Thành phố này đã đóng cửa một số khu du lịch và đền thờ. Toàn bộ cộng đồng của người phụ nữ bị dương tính với Omicron, tức là nằm cách tòa nhà văn phòng của cô ấy khoảng 15 phút, cũng đã bị phong tỏa và không ai được phép ra vào khu vực này. Trung Quốc phần lớn đã tránh được các đợt bùng phát virus lớn với chế độ khóa cửa, kiểm tra hàng loạt và hạn chế đi lại, Mặc dù nước này vẫn tiếp tục chống chọi với tình trạng gia tăng ở một số thành phố, bao gồm cả, cả cảng Thiên Tân, cách Bắc Kinh khoảng 1 giờ đồng hồ. Ban tổ chức Thế vận hội đã thông báo hôm thứ Hai rằng sẽ có rất ít khán giả được phép vào trong. Các tiêu chí thậm chí còn nghiêm ngặt hơn những gì được áp dụng trong Thế vận hội mùa hè năm ngoái ở Tokyo. Moderna đặt ra mục tiêu ra mắt một mũi tiêm vaccine cho tất cả COVID và cúm mùa trong vòng 2 năm tới. Moderna đang hướng tới việc tung ra một loại vaccine tăng cường duy nhất để bảo vệ chống lại cả COVID-19 và cúm trong vòng 2 năm, giám đốc điều hành của công ty này cho biết. Công ty này đã cho biết vaccine kết hợp sẽ bảo vệ chống lại COVID-19, cúm và RSV, một loại virus đường hô hấp phổ biến. Liệu thuốc này có thể sẽ được tung ra thị trường trước mùa truyền nhiễm của mùa đông năm 2023. Trong tháng này, Darius Hughes là giám đốc điều hành của Moderna của Vương quốc Anh cho biết sẽ cần một khoảng thời gian dài để cho phát sinh kết hợp cúm và COVID để sẵn sàng cho mùa đông của năm 2023. Ngân hàng Singapore ban hành các hướng dẫn nhằm không khuyến khích giao dịch tiền điện tử. Cơ quan tiền tệ Singapore gọi tắt là MAS hôm thứ Hai đã ban hành hướng dẫn hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử quảng bá dịch vụ của họ cho công chúng như là một phần của nỗ lực bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Singapore là một địa điểm phổ biến cho các công ty tiền điện tử, do đó môi trường điều hành và quản lý tương đối rõ ràng và là một trong những quốc gia đi đầu trên toàn cầu trong việc phát triển khung cấp phép chính thức nhưng các nhà chức trách của thành phố tiểu bang đã nhiều lần cảnh báo rằng giao dịch mã thông báo thanh toán kỹ thuật số dpt hoặc là tiền điện tử có rủi ro cao và không phù hợp với công chúng vì chúng phải chịu sự dao động đầu cơ mạnh mẽ các hướng dẫn mới làm rõ kỳ vọng của cơ quan tiền tệ singapore rằng các công ty không nên tham gia tiếp thị hoặc là quảng cáo các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số ở các khu vực công cộng ở singapore hoặc là thông qua sự tham gia của các bên thứ ba chẳng hạn như những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đến công chúng họ chỉ có thể tiếp thị hoặc là quảng cáo trên các trang web của công ty ứng dụng di động hoặc là tài khoản mạng xã hội chính thức của họ Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết họ đã nhận được khoảng 180 đơn xin cấp phép cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số, trong đó 5 đơn vị đã được phê duyệt về nguyên tắc. 60 người đã rút đơn đăng ký và 3 người bị từ chối. Cơ quan tiền tệ Singapore không tiết lộ tình trạng của các ứng dụng khác. Các nhà khoa học cho biết khí ozone gây hại cho cây trồng ở Đông Á tiêu tốn 63 tỷ đô la một năm Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây ra biến đổi khí hậu và làm xấu đi chất lượng không khí, mà còn gây tổn hại đến năng suất cây trồng, gây thiệt hại khoảng 63 tỷ đô la Mỹ hàng năm ở Đông Á. Với mức độ ô nhiễm ozone cao, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang chứng kiến sản lượng lúa mì, gạo và bắp ngô giảm, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Nature Food. Riêng Trung Quốc đang mất đi một phần ba sản lượng lúa mì tiềm năng và cần một phần tư sản lượng gạo do ozone làm gián đoạn sự phát triển của thực vật. Điều đó có những tác động đáng lo ngại ra ngoài khu vực, vì châu Á cung cấp phần lớn nguồn cung gạo của thế giới. Châu Á cũng là một điểm nóng về ozone được hình thành khi ánh sáng mặt trời tương tác với các khí nhà kính như là nitrous oxide, carbon monoxide và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được thải ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch. Trong tầng bình lưu, một lớp ozone bảo vệ hành tinh khỏi bức xạ cực tím. Nhưng ở gần bề mặt trái đất hơn, ozone có thể gây hại cho thực vật và động vật, bao gồm cả con người. Đây là một mối lo ngại đối với Trung Quốc, vốn đã lo lắng về chất lượng đất đai ngày càng giảm sút. Đất nước này phải nuôi sống 1 phần 5 dân số thế giới với chỉ 7% diện tích đất canh tác. Theo một cuộc khảo sát đất đai của nhà nước được công bố vào tháng 8 năm ngoái, khi các ngành công nghiệp, năng lượng và mở rộng đô thị cạnh tranh vì nguồn tài nguyên đất hạn chế, Trung Quốc đã mất khoảng 6% diện tích đất canh tác, tương đương 7,5 triệu ha từ năm 2009 đến năm 2019. Mặc dù Bắc Kinh kể từ đó đã vẽ ra một lằn ranh đỏ để bảo vệ đất nông nghiệp hiện có, các chuyên gia vẫn dự đoán tổng số sẽ giảm hơn nữa vào năm 2030. Mức độ ozone đã giảm ở Mỹ và châu Âu trong hai thập kỷ qua. Với việc áp dụng các biện pháp chất lượng không khí nghiêm ngặt hơn, nhưng chất ô nhiễm đang gia tăng ở châu Á. Trong khi các khí góp phần gây ô nhiễm ozone phần lớn được thải ra từ các thành phố, tác động tồi tệ hơn ở các vùng nông thôn nơi ozone hình thành. Các nhà khoa học cho biết, cách tốt nhất để giảm mức ozone là hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hành động tương tự cần thiết để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ra biến đổi khí hậu. những viên kim cương đen 555,55 ,55 carat quý hiếm được bán đấu giá. Nhà đấu giá Sotheby's chuẩn bị bán đấu giá một viên ngọc quý hiếm vào tháng 2, được mệnh danh là bí ẩn, viên kim cương đen 555,55 ,55 carat này không chỉ là viên kim cương tự nhiên màu đen lạ mắt nhất thế giới mà vào năm 2006 nó còn được sách kỷ lục Guinness vinh danh là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc chính xác của viên kim cương đen, còn được gọi là kim cương carbonado, mặc dù người ta tin rằng nó có nguồn gốc từ ngoài không gian. Với những viên kim cương carbonado, chúng tôi tin rằng chúng được hình thành thông qua nguồn gốc ngoài trái đất, với các thiên thạch va chạm với trái đất và hình thành sự phân bố hơi hóa học, hoặc thực sự đến từ chính các thiên thạch theo Sophie Stevens, là một chuyên gia trang sức tại Sotheby's Dubai, nói với hãng thông tấn AP. Viên kim cương đen này hiện đang trong một chuyến triển lãm đi từ Dubai đến Los Angeles. Viên ngọc quý hiếm này sẽ được bán đấu giá tại London. Việc đấu thầu sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 2 và viên kim cương dự kiến sẽ được bán đấu giá với giá ít nhất là 5 triệu bảng Anh, tức là tương đương 6,8 triệu đô la. Sotheby's cho biết họ sẽ chấp nhận tiền điện tử cho viên kim cương này. sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 17 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 16.373 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 20.172 ca khỏi bệnh và 179 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.955 ca, Đà Nẵng 924 ca, Hưng Yên 675 ca, Bình Định 640 ca, Hải Phòng 638 ca, Bình Phước 609 ca, Bến Tre 588 ca, Khánh Hòa 556 ca, Bắc Ninh 486 ca, Tra Vinh 472 ca, Đắk Lắk 413 ca và cà mau 403 ca. Kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam đã có 2.045.290 ca nhiễm với 35.788 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.747.462 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.218 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16 tháng Giêng đã có 897.167 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 168.960.116 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78,6 triệu liều và tiêm mũi 2 là 72,4 triệu liều và tiêm mũi 3 là 17,9 triệu liều. Và sau cùng chúng tôi xin cập nhật về tỷ giá hối đoái Hôm nay một đồng tiền Canada, tức là một giá kim bằng 0,7987 Mỹ Kim và bằng 0,7002 Euro. Một giá kim bằng 18.138.60 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.679.31 đồng Việt Nam. Giá dầu Thô WTI là 84.17 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 86.48 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1820.06 Mỹ kim một ounce. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Bản tin Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày và gửi đến quý vị hai lần mỗi ngày. Nếu yêu thích chương trình này thì xin quý vị hãy bấm like và phản hồi và share cho nhiều người quen để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Đối với các khán thính giả mới biết chương trình này thì mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được bản tin mới nhất. Culture Channel có video tin tức được cập nhật hai lần mỗi ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Sau cùng thì chúng tôi kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và thân ái chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.